Xin thưa quý vị, trong cái sự vụ của Dũng Cầm Cầu và một số kênh YouTube mà những ngày vừa qua đấy, rồi cái như là bách sang ra để mà giống như là tra trắng, bách sang ra là giống như là đưa lên những cái thông tin tra trắng, rồi cái như là đưa lên những thông tin mà như là cái như là cố tình xúc phạm hạ nhục một đứa trẻ. Và những ngày vừa qua, những cái đoạn phim này, những cái hình ảnh mà một số kênh YouTube đưa lên đã gây cái sự mà bức xúc trong cái dư luận. Thằng Sang là một trong những đứa trẻ 12 tuổi nhưng mà bị một băng YouTube là khoảng là tầm 10 người rồi quay lên những thước phim rồi vu khống cho thằng Sang, đó là cái là một trong những người là gây nên cái hậu quả với con Thám, đó là tạo cho con Thám một cái bầu đó. Rồi những ngày vừa qua đó, sau khi mà có những cái thông tin từ tất cả các cái bà con mà bức xúc là người ta cũng đã đâm đơn. Có một số người ở đâm đơn là muốn gia đình của thằng Sang là một trong những người đứng đơn để mà đi xử lý cái sự việc này, thì gia đình thằng Sang là từ chối. Gia đình thằng Sang là cái như là người ta cái như không biết chữ. Thứ hai nữa đó là gia đình thằng Sang thì từ trước giờ đã quý bà con đó, là người ta cũng không có quan tâm cái câu chuyện này. Tuy nhiên đó, cái câu chuyện này là một trong những cái mà nó gây ra cái sự là bức xúc trong dư luận, một trong những cái mà cộng đồng mạng xã hội người ta không chấp nhận được với những cái hành vi của một số kênh YouTube, trong đó là cụ thể ở đây là có Chiếu Của Bắp, là một trong những kênh YouTube mà nó thật sự quý bà con là đứng đầu trong cái băng nhóm mà 10 kênh YouTube đã đi tấn công một đứa nhỏ là cái như là 12 tuổi. Đêm hôm tôi đã có chia sẻ cho tất cả các bà con những tình tiết, những cái câu hỏi, những cái lời mà từ cái kênh Chiếu Của Bắp đã đăng tải nhằm để mà cái như là tra trắng, hù dọa đó, rồi thể hiện mình là một trong những người có cái quyền năng với một đứa trẻ, trong khi đó đứa trẻ này nó thật sự của con đó bị băng nhóm này nó hạ nhục một cách không thường thiết. Tôi hỏi tất cả các bà con YouTube là nó có cái quyền gì, nó có quyền gì mà bây giờ nó là bắt con của người ta là cái như phải nhận một cái hậu quả mà con của người ta thật sự nó không có hiểu biết. Trong quá trình nó điều tra, trong quá trình nó hỏi, nó chất vấn, gọi là nó cái như là nó đàn áp thằng Sang này. Bà con có thấy thằng Sang nó có những cái gì nó hiểu biết hay không? Thậm chí ngôn từ nó dùng mà thằng Sang còn không hiểu là nó nói gì luôn. Vậy mà nó đòi kết luận là thằng Sang là tác giả của bào thai. Và hôm nay thì cũng có một cái tin là cực kỳ vui, cũng muốn chia sẻ tất cả các bà con như đầu clip tôi đã có chia sẻ. Có nghĩa là hôm nay cũng có một cái vị mà cũng đã đồng hành với tôi, người ta cũng đã thông báo rằng đơn người ta cũng đã gửi, đơn cũng đã gửi xong. Và hiện bây giờ đang chờ cơ quan chức năng người ta làm việc xem thử như thế nào, có thiếu cái gì bổ sung cái chi. Cái vụ này là người ta có khả năng là người ta vào để người ta xử lý cho triệt để, để mà chấn chỉnh lại một số kênh YouTube gọi là vô lương tâm. Nó ra nó đè một thằng nhỏ mà bà con thấy nó chất vấn, rồi nó cho nó có một cái quyền. Rồi nó nói là thôi bây giờ cho con sự khoan hồng, rồi cho con cơ hội xin thưa. YouTube lũ bay không có cái quyền đó. Lũ bay đang xâm phạm, đang cái xúc phạm đến cái danh dự, nhân phẩm của một đứa trẻ. Mà đây là một trong những cái hành vi lũ bay quá đồi bại. Nghe chưa? Một trong những hành vi quá đồi bại. Đáng lý ra đó, bay làm cái gì khi bay chưa có một cái luận chứng, bay chưa có một cái mà cái cơ sở kết luận, thì bay tốt nhất là bay nên dừng lại đi chứ. Bay tung lên trên không gian mạng rồi bay ra bay báo cáo thành tích với thằng Dũng. Mà thằng Dũng là một trong những cái nghi, là cái như là cái khá nghi thằng Dũng là cũng không thể nào mà bỏ lọt lại được. Sao lũ bay lại không nghi? Ngày xưa bà con biết rồi, thằng Dũng này với con vợ nó và mẹ con của thằng Sang cũng ở dưới gầm cầu, cũng ở đó, cũng là 5-7 kênh YouTube cũng tới là quay, tập trung quay một khoảng thời gian khá dài. Nó ăn ở, tôi nói quý bà con liên thời kỳ mà anh Long ở lỗ đó, nó ăn ở thật sự là nó vô pháp vô thiên, dư gầm cầu ở rồi cá nhân là chung, là cá nhân là chung chạ với nhau tất cả mọi thứ. Thì tôi hỏi quý bà con, chỗ thằng Dũng như vậy, chỗ thằng Dũng như vậy nó cũng đã từng một tay mà ôm ấp hai người đàn bà. Thì tôi hỏi quý bà con, với cái tư cách và đạo đức của thằng Dũng nó có đàng hoàng hay không? Tư cách đạo đức nó không đàng hoàng. Hôm qua nó lên đó, nó còn cái như là chỉ trích thằng Sang là hay xem phim người lớn. Nó bảo rằng thằng Sang là ngày xưa giờ xem toàn phim này không,
Cho nên là những cái hành động thằng Sang nó làm là có khả năng xảy ra. Cái đây cũng là một trong những cái gọi là dự đoán thôi quý bà con. Cho nên không có một cái quyền là kết luận. Rồi lúc mà con Thắm mà sinh ra bắt là bầu cái nó là nó cũng không có được trọn vẹn. Bắt đầu là thằng Dũng là một trong những cái thành phần, một trong những cái người mà cái gọi là năm chân bảy cẳng để mà đi lấp lệ cái vấn đề này. Ủa sao lũ YouTube của bay ấy, bay không có lên tiếng bay hỏi. Bay không lên tiếng bay chất vấn thằng Dũng vì sao mà anh vội vội vàng vàng như vậy. Vì sao là cái như là đây là con của thằng Sang mà sao anh lại vội như vậy. Anh không đợi thằng Sang xuống, anh không điện cho gia đình người ta xuống. Giống như nó thật sự đi phi tang vật chứng đó quý vị. Cho nên sắp tới đó, nếu như cơ quan chức năng người ta vào cuộc thì cũng phải vật mộ thôi. Cũng phải vật mộ đứa bé vừa rồi thôi. Để mà đi xét nghiệm AD, để mà nhằm trả lại cái sự trong sạch cho thằng Sang. Và để mà cái cho những cái kẻ mà đòi bại về cái đạo đức đó, để nó có chịu cái trách nhiệm trước pháp luật. Chứ không thể nào ta thật sự quý bà con, không thể nào mà để cho nó ung dung ngoài vòng pháp luật mà tự do tự tại vậy được. Những ngày vừa qua nó lên gọi là còn thách thức cả cộng đồng. Thậm chí những kênh YouTube còn gọi là đi tấn công, đi tấn công cá nhân, đi tấn công một số anh em mà lên kênh để phản biện cái sự việc này. Tôi nói thật sự ra cái đám này nó làm anh chẳng giống ai. Và đến bây giờ bà con thấy không, nó dỡ cái mặt ra là trời chài mồi thứ thiệt luôn, chài mồi quá rõ ràng luôn. Tôi nói thằng Dũng con vợ nó là nó thật sự quý bà con là đang cái tuổi lao động, cho nó đã là cái đuôi què sức mẻ gì, nó đau yếu bệnh tật gì mà bây giờ nó vẫn là lên để mà xin tiền, lên để mà vẫn xin những cái như là chiếc ghe 3 tấn. Trời đất thánh thần, nó nghĩ rằng chiếc ghe 3 tấn đó chắc là của ông cô nội nó để lại đó. Bây giờ nó lên đó nó xin là có liền đó quý vị. Mấy ngày trước là xin cái bộ đồ nghề rà cá. Đi bắt ớt đó là sợ sát sanh, còn đi rà cá là chắc không sát sanh hả Dũng? Đi rà cá không sát sanh hả? Mày đi bắt ớt đó là con Thắm nó khóc, sợ sát sanh con Thắm khóc. Còn mà đi rà cá đó là chắc là con Thắm coi như là nó không khóc hả? Cái loại mày tao nói Dũng nè, mày lên cộng đồng mạng đó mà nó thật sự mày ma mị, mày ma mị, mày cái mày lừa gạt niềm tin của người ta, mày bỏ cái thói đi. Tao hỏi mày bây giờ cái hành động mà mày bắt và hành động mày cái như mày đi ra mà nó chết hàng loạt cái vậy là cái nào hơn cái nào? Cái thứ mà nó thật sự anh không làm biến, anh xong rồi nằm quảnh càng ra đó chờ người ta cái như là bố thí. Rồi lên không gian mạng là lừa gạt, lên không gian mạng là thích thể hiện ta đây là một trong những người mà có trách nhiệm, có lòng từ hả? Mày anh mà không còn bỏ sót một cái chi cho mày mà từ bi bác ái cái chi. Mà lên không gian mạng rồi dớ cái giọng ra bây giờ đó là đi bắt ớt là con Thắm nó sợ sắc xanh. Rồi bây giờ bà con cái nghĩ đi, một cái trò cười ha. Bắt ớt sợ sắc xanh nhưng mà nó thật sự khi mà nó có cái bộ rà rồi đó, nó châm xuống cái nước là nó thật sự cả hàng loạt con chết. Đúng không? Mà đâu phải là nó bắt hết đâu. Trong đó nó bắt một số con lớn và mấy con nhỏ nó thả cho chết, trôi chơi chứ dễ chi mà nó thật sự nó gom cho hết quá vậy. Đây là một trong những cái hành động của mày đó gọi là tử tế từ bi hay Dũng? Hả? Tôi nói thật sự chỉ có đám YouTube mà nó bay dơ nó cạnh bả quý bà con nó mới đu vô đây nó quay thôi. Chứ thật sự không ai quay cái kiểu này. Một trong những một cái con mà gọi là mới sinh mới đẻ mà cái đám này nó thật sự nó đu vô mà nó không biết xấu hổ là gì. Nó đu vô một cách là bất chấp. Nó mượn một cái cớ mà thật sự rất buồn cười bảo rằng gì? Con quay lên để cho khán giả, để cho bà con xem. Xin thưa, khán giả nào cần xem, bà con nào cần xem. Mày chỉ khán giả nào, bà con nào cần xem, mày chỉ ta coi thử. Chỉ có một số người thôi. Mà lũ bay đăng tải một cái hình ảnh lên, nó không có tốt lành gì, nó không có tốt đẹp cho xã hội. Mày đang cổ xí cho một cái hành vi gọi là ăn mày trường kỳ vĩnh cửu. Mày đang cổ xí cho hành vi gọi là vô pháp vô thiên. Bay đưa một thằng nhỏ 12 tuổi ra để bay trấn áp nó, bay áp đặt nó, rồi bay có cái quyền năng gì mà cho nó một cơ hội khoa học hả? Rồi hôm qua giờ tao nói rồi đó, lũ bay có đậm lại cái não rồi chứ, đã có biết mình là có những cái mà cần cái như là khắc phục những cái gì hay không? Tao nói lũ bay mà không lên mạng mà xin lỗi thằng Sang và gia đình thằng Sang đó, là tao nói sắp tới là lũ bay còn không có kịp đỡ đâu. Bay đăng lên những thức phim mà thật sự đó nó vô nhân đạo. Những thức phim lũ bay đăng lên là vô nhân đạo. Bay bảo rằng bay là kênh truyền thông hả?
Đó, tao lôi kênh Thánh thành cái như là thành chiến của bác, tao hỏi mày luôn. Đó, mày là kênh truyền thông hả? Truyền thông cái gì mà nó thật sự tao thấy mà truyền đâu là bớ tách đó, thâm đâu ra. Đó, con của người ta đang gọi là cái túi gọi anh chưa no lo chưa tới đó, rồi mày đi gọi là mày dẫn nó ra trong một cái nơi đó, rồi mày chất vấn nó đó, rồi mày hà hiếp nó, mày bắt nạt nó đó, rồi mày có những cái gọi là còn dọa nó đó, để cho nó có những cái lời lẽ mà trong khi đó nó không có hiểu là nó đang nói cái gì luôn. Mày có nghe câu cuối cùng thôi nhận mẹ đi hay không? Đó. Có một thằng nào mà nó thật sự quý bà con, nó đã từng làm mà bây giờ nó bảo là nhận mẹ không quý bà con, nó thể hiện một cái sự bất lực thật sự quý vị. Khi mà con xem cái phim đó mà nhìn cái khuôn mặt của Sang và những câu từ Sang thể hiện cái sự bất lực, nó cảm thấy cực kỳ rây rích. Một trong những cái kênh YouTube mà đâu phải nó thật sự nó có quyền năng gì đấy, đâu phải nó là một trong những là người mà cái thật sự điều tra cái gì đâu, mà nó thật sự nó làm kiểu là mất dạy như vậy đó chứ, để cho con người ta thể hiện một cái sự mà bất lực đó. Trên trong câu chuyện này ngoài tôi ra thì còn cái như là còn có hai cái vị nữa cũng đã đồng hành trong câu chuyện này, cũng đã đâm đơn, cũng đã đâm đơn, và hôm nay tôi cũng nhận một cái báo cáo của là cái hai vị đó là điện báo cho tôi là đơn đã nộp rồi, sẽ củng cố hồ sơ như thế nào đó là những cái ngày sắp tới. Tôi nghĩ rằng nó cũng phải làm cho một cái vụ cho nó ra bả quý bà con chứ không thể để mà nó thật sự cái đám YouTube đó, chữ nghĩa là không có dốt bó con mẹ luôn đó, mà lên cộng đồng mạng thích thể hiện mình là một người làm việc, một dân cán bộ à. Bay làm việc gì đâu mà nó thật sự bay đi thằng nhỏ ra đó, rồi bay gọi là bay hà hiếp, bay chửi bới con người ta đó, rồi bay xúc phạm danh dự con người ta đó, bây giờ cái sự ảnh hưởng cực kỳ khủng khiếp Rồi thằng Dũng mấy ngày vừa qua bà con nghĩ rằng nó đâu có đỡ cho thằng Sang yên, mấy ngày vừa qua thằng Dũng đó nó vẫn là thật sự nó không biết là thằng Dũng là nó vì cái lý do gì. Tôi thì cũng không có kết luận là thằng Dũng có phải là tác giả hay không, nhưng những ngày vừa qua bà con thấy thằng Dũng nó liên tục lên, nó là nó cũng khẳng định một cái vấn đề, đây là con của thằng Sang. Tôi rất bức xúc cho cái câu thằng Dũng nó bảo rằng đó là thằng Sang và cha mẹ thằng Sang cũng đã được cái cơ quan chức năng mời ra làm việc, và chính thằng Sang cũng đã thừa nhận nó là tác giả của bào thai. Tôi hỏi tất cả các bà con, mày căn cứ vào đâu đó Dũng? Đó. Mày căn cứ vào đâu mà bảo rằng thằng Sang là cũng được mời ra rồi nó cũng thừa nhận nó là tác giả của bào thai? Đó. Mày thấy bây giờ các người đứng ra nhận rồi, mày nghĩ là bây giờ là ngon cơm hả? Mày nghĩ bây giờ chắc là chung là đắp chiếu mà ngủ ngon đó, không dễ đâu, không dễ mà gối cao đầu ngủ đâu cưng. Đó. Cái thứ gì đâu đó quý bà con, trời đất thánh thần thiên địa. Tôi nói bây giờ nó ăn xong rồi nó nằm đấy đâm móc rồi, cái nó giống như con trăng đó, đó rồi chờ người ta bố thí. Vậy mà nó lên không gian mạng nó lúc nào cũng là dở giọng ra là trời ơi tôi không có xin. Tôi không có xin, tôi không có một cái mà để mà lợi dụng hình ảnh con thắm để mà nhờ mạnh thường quân chia sẻ. Thế hôm nay ta hỏi thằng Dũng, mày lấy cái gì mày bỏ vô mồm Dũng? Hôm nay mày lấy gì bỏ vô mồm? Mày cũng lấy từ những cái đồng tiền mà mồ hôi nước mắt của mạnh thường quân người ta cho con thắm, rồi mày cũng lấy mày ăn, mày bỏ cái gì vô mồm mà mày bảo rằng cái như là không xin? Đó. Lúc nào vô cũng là đi bắt ớt bắt đồ hết quý vị, mà nghe cái miệng của nó không? Rồi bữa sau nó thật sự đó đó bữa sau rồi mày có đi back up đó, rồi mày làm ơn khi nào mày bán là mày quay hay mày chụp hình lại cứ có cái ngày tháng rõ ràng đó, là mày dục lên đôi ba lần thử người ta có tin hay không. Cái dòng gì đâu mà tao nói bây giờ cả hai vợ chồng nằm đấm mốc rồi lúc nào cũng rên la là không có tiền, thì không có tiền ta phải đi lao động chứ, không có tiền ta phải là dùng sức trâu bò của mình ra để ta kiếm một cái đồng tiền mà cái mồ hôi nước mắt để ta biết cái giá trị nó như thế nào chứ. Không có tiền mà không chịu đi lao động, không có tiền mà vẫn là lết lết lên mạng để mà dơ dơ cái mỏ cả ngày. Đó. Không có tiền mà nó thật sự bọn này nó đâu biết lo. Đó. Mà nó lên gọi nó lừa niềm tin của người ta, rồi nó có những cái hành vi sắc láo. Thà nó không có những cái hành vi sắc láo thật sự quý bà con thì mình không có nói. Nhưng mà nó lừa mạnh thường quân, nó ăn mày ăn bám trên cộng đồng mạng rồi nó quay sang nó chửi nguyên cả cộng đồng nó có những cái hành vi thật sự không thể nào mà chấp nhận được.
cái văn hóa gì mà kỳ vậy, văn hóa gì mà đi nhận tiền của người ta rồi quay sang chửi người ta. Cái văn hóa này nó thật sự giống giống như là cái chỗ con hóng tạc, cái kênh mà kênh YouTube của hóng đó quý vị, nó cũng nhận tiền của Mạnh Thường Quân là 1.700 đô. Bắt đầu là cái như là Mạnh Thường Quân gửi cho nó là để làm nhà cho người nghèo, nhưng mà nó không có làm. Sau khi một thời gian là 3 tháng sau, Mạnh Thường Quân thấy nhà không có, người ta hỏi, bắt đầu là nó đem một cái văn bản ra, là văn bản xin đất và được chấp nhận. Mà tôi hỏi bây giờ đó, cái văn bản xin đất và được chấp nhận làm nhà mà để ông bí thư chi bộ đứng vô ký, mà cái chữ ký ông bí thư chi bộ và chữ ký của cái ông trưởng thôn, trưởng phố đó là nó cùng một nét chữ. Một cái chữ ký đã xác minh rằng đất đó đã được Mạnh, được là người nhà cho để mà làm cái nhà mà không có con dấu của địa phương. Vậy đó mà nó chụp cái hình rồi nó gửi qua tới tận nước Mỹ cho Mạnh Thường Quân. Rồi cái chị này chị nghi ngờ, bắt đầu là chị mới điện về tôi, chị hỏi cái độ xác thực của văn bản này. Tôi trả lời đây là một văn bản đã lừa chị. Bắt đầu là cái như là khi mà chị phát hiện là con này lừa, bắt đầu là chị lên chị đòi tiền thì lúc đầu nó cũng hứa nó trả, dạ đỡ em trả cho chị không thiếu một xu. Rồi cái như là cuối cùng tiền đâu nó không trả mà nó quay nó chữ Mạnh Thường Quân là cái như là 8 tháng trời. Ngoài nó chữ Mạnh Thường Quân nó còn gọi là chữ bù, chữ bổ sung, đó là lôi cả cha mẹ ông bà của cái chị này ra nó chữ. Nó chữ ra nó thật sự quý bà con, mà đâu phải một mình nó chữ, nó với một cái con ở bên nước ngoài. Cái con bên nước ngoài là cái thật sự con này đó cũng là một trong những cái dạng mà cò mồi đó, rồi quay sang chữ Mạnh Thường Quân quá trời quá đất. Rồi mấy ngày vừa qua đó, rồi nó thật sự nó còn đi thuê đi mướn toàn là những cái dạng mà anh mày anh xin ở đâu đó, rồi vô để mà chữ thuê chữ mướn 1.700 đô của Mạnh Thường Quân. Bà con biết khi nó cố tình đã chiếm đoạt số tiền đó đã đổ bể rồi đó. Bây giờ cái kênh mà kênh con hắm đó là kênh không thể làm anh gì được trong mắng thiện nguyện. Bắt đầu anh em của tôi lên đứng lật mặt đó quý bà con, tôi lật mặt cái vụ này ở kênh Công Tâm. Tôi lật mặt rồi bắt đầu là nó thuê người này người nọ vô mà chửi bới quá trời luôn. Nó nghĩ rằng đó chắc là chửi bới như vậy là để người ta sợ, người ta khiếp đi. Nhưng nó thật sự nó làm to rồi quý bà con. Cái cuộc chiến mà nó thật sự đi chống mà lại những cái kẻ mà ăn dơ ăn bẩn nè, những kẻ mà gọi là lợi dụng tình thương của Mạnh Thường Quân để mà chài mòi đó, là đây nó thật sự con là tôi đã từng làm, tôi đã từng làm, chứ không phải là cái vụ con hóng tặc này không phải quý bà con. Cho nên thấy cái vụ thằng Dũng này đó, nó lên gọi là nó nhận tiền Mạnh Thường Quân xong rồi nó chứ Mạnh Thường Quân, nó chứ cả cộng đồng mạng, thì tôi có những cái mà tôi liên tưởng tới là cái nét văn hóa của con hóng tặc. Phải dẹp cái loại này, phải dẹp ngay quý bà con. Cộng đồng mạng phải chung tay tẩy chay. Vấn đề thứ hai là cũng là nhờ địa phương, nhờ chính quyền vào cuộc để mà dẹp cho một lần, rồi nó trở thành một trong những cái gọi là cái vụ án điểm đó, để cho khi mà nó nhìn vô đấy nó sợ, nhìn vô đấy nó cũng phải là biết là cái mình làm như vậy là sai. Ở trong quá trình nó kêu gọi cái cho các nhà là nó sai so với nghị định 93 rất rõ ràng. Ngày mà công bố số tài khoản và ngày kết thúc đến bây giờ nó vẫn chưa có sao kê, chưa có báo cáo tài chính vẫn chưa. Mà nay sự việc đây gần cả năm trời. Nó cũng đã từng tuyên bố rằng cái 1.700 đô của Mạnh Thường Quân là nó không có sử dụng bất kỳ đồng tiền nào trong căn nhà của thằng Hoài. Vậy mà quý bà con những ngày vừa qua nó lên đó, tôi nói xin lỗi quý bà con đó, nó lên nó già mồm già miệng mà nó thuê cái toàn là cái thứ mà chữ thuê cứ như là ở đâu mà vô mà chữ quá trời quá đất. Nó chữ mà nó thật sự cái trán của tôi nó đã cao mà nó chữ mà mấy cộng tóc mà leo queo trước trán bay luôn, chữ gọi là bay tóc trán. Cái thứ này nó thật sự quý con không thể dùng thứ được.